Trời này mà dắt nhau đi hotel là hết bài luôn hả cả nhà. Đó, đã chưa nè. Đó. Rồi thì đây là cơ code của Nhật ha, size 43, phiên bản 18 cộng. Có hai người dẫn nhau vô nhà nghỉ bùm chéo nha. Đó, độc lạ. Lâu lắm rồi mới về lại nha cả nhà. Đã chưa? Đó. Size 43, liền trong xoay, lịch của nó là thứ, ngày, tháng, năm. Hai bên đây là kim đĩa, thứ và ngày nha. Ở trên là tháng và bên đây là năm. Đó. Coi nữa không? Tại coi nhiều bị báo vi phạm nè. Đó. Phiên bản đi nhà nghỉ, nhà hàng nêu nha, còn nguyên siêu. Rồi. Đây. Còn đây là cơ automatic nha. Automatic có niền trong xoay. Con này là lịch của nó là thứ, ngày, tháng. 1 2 3 4 5 6 7. 6 kim với 1 kim đĩa. Đó, rồi. Rút ra. Có hacking stop luôn nè. Ấn vô chạy tiếp. À con này có chân sao nữa. Lên code nè, ấn nhanh qua ngày nè. Rồi, bây giờ mình chỉnh. À, con này là 2 giờ song song đó nha. Lúc mình mà dặn kim lùi thì kim giờ đứng lại để mình điều chỉnh cho nó chạy hai múi giờ khác nhau. Đó, chân sau ngày nha. Size cũng cỡ 43. À, 43. Ở ngay ngoài là 24 múi giờ toàn thế giới nè. Độc lạ ha. Này ấn nhanh qua thứ. Có tay. Dây thép đúc đằng sau lộ máy. Dominic của Nhật. Hàng new full box. Dạ quang rất là sáng ha. Đó cả nhà. Em còn đúng hai con Dominic nha.